Vâng, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với bản tin Anh Em Update được phát sóng vào 19 giờ 30 phút mỗi cuối tuần. Trong tuần này chúng ta sẽ có một địa điểm rất đặc biệt, đó chính là con phố Hàng Mã. Đây là một trong những địa điểm rất quen thuộc đối với các bạn trẻ Hà Nội mỗi khi mà dịp Trung thu diễn ra. Và hiện tại thì không khí ở đây thì phải nói là cực kỳ náo nhiệt, rất là vui. Những đèn lồng này, đồ trang trí được bày bán ở đây thực sự là quá đẹp luôn. Và nếu như mà anh em nào cũng đang ở trên con phố này, đang xem video này trong tối ngày hôm nay, tối cuối tuần, thì cũng xin chúc anh em có một buổi lễ Trung thu thật là vui vẻ bên người yêu cũng như là gia đình. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với những thông tin công nghệ nổi bật trong tuần vừa qua. Anh em ơi, trong tuần vừa qua thì không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà Apple cũng đã chính thức ra mắt những chiếc iPhone 14 mới của mình vào đúng dịp Trung thu. Và tất nhiên rồi, dư âm của sự kiện này là vô cùng lớn, bởi vì đây chính là cơ hội để cho các hãng khác cà khịa Apple. Sự kiện ra mắt iPhone hàng năm của Apple không chỉ là một sự kiện công nghệ bình thường, mà đây còn là dịp để cho người dùng sáng tạo ra những loạt ảnh chế bắt trend cực kỳ hấp dẫn. Đây cũng là dịp để các hãng và người dùng có thể cà khịa Apple. Chẳng nói đâu xa, đích thân con gái của Steve Jobs đã đăng bài cà khịa Apple rằng iPhone mới ra mắt chả khác gì so với iPhone cũ cả. Không chỉ có con gái của Steve Jobs, mà một trong những đối thủ trực tiếp và chắc chắn là không thể thiếu trong chiến dịch cà khịa quả táo cắn dở là Samsung cũng đã lao vào ngay sau khi sự kiện pha áo kết thúc. Bao giờ cơ ông làm điện thoại gập thì nói với tôi nhé. Đó chính là dòng cà khịa tràn chứa đầy sự tự tin của Samsung. Năm nay Apple vẫn chưa thể làm điện thoại gập, và lại thêm một năm nữa Samsung làm chủ cuộc chơi trong thị trường này. Thế nên hãng điện thoại tới từ xứ sở kim chi hoàn toàn có quyền vinh váo. Các nhà sản xuất phụ kiện cũng được dịp chọc ngoáy Apple khi đã chế ra một phụ kiện khay SIM gắn cổng Lightning cho Apple sau khi hãng này tuyên bố iPhone 14 sẽ không còn khay SIM và chuyển toàn bộ qua SIM điện tử tại Mỹ. Bên cạnh các thương hiệu về công nghệ thì ngay cả những thương hiệu không liên quan gì đến lĩnh vực này cũng đã lao vào cuộc đua đu trend iPhone 14. Cụ thể thì Durex Trung Quốc cũng đã ngay lập tức đăng một loạt ảnh với logo Durex thay cho Dynamic Island của Apple. Thậm chí những sản phẩm của Durex còn có thể kết nối và hiện cả pin giống như là AirPods hay là Apple Watch nữa. Nói vậy để chúng ta có thể thấy rằng sự kiện Apple quả thật vẫn rất hấp dẫn và vẫn còn rất nhiều người quan tâm đến chiếc máy này. Cũng đúng thôi, bởi vì năm nay iPhone 14 Pro Max đã có rất nhiều thay đổi về mặt thiết kế khiến cho phần màn hình trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết. Tiếp tục là những thông tin về những chiếc iPhone 14. Như vậy thì... Cái này bao nhiêu tiền anh nhỉ? 30 em ạ. 30 nhá, em lấy nhá. Lấy anh nhá. Cảm ơn. Tiếp tục là những thông tin về những chiếc iPhone 14. Như vậy thì chỉ còn một tuần nữa thôi, những chiếc iPhone 14 sẽ chính thức được bán ra và người dùng sẽ có cơ hội được trên tay những chiếc máy này. Và một trong những người hàng xóm của chúng ta, đó chính là Thái Lan, đã chính thức trở thành thị trường cấp 1 của Apple. Như vậy là sau Singapore, Thái Lan đã chính thức trở thành thị trường cấp 1 và sẽ là một trong những nước trên tay sớm nhất những chiếc iPhone 14 Pro Max. Theo những thông lệ hàng năm thì chỉ có những thị trường như Mỹ, Singapore, Nhật Bản, Trung Quốc là những thị trường sẽ được mở bán những chiếc iPhone sớm nhất. Đây đều là những thị trường cấp 1 của Apple, và mới đây nhất thì đội hình này đã kết nạp thêm một cái tên mới, đó chính là Apple Thái Lan. Theo những thông tin trên trang chủ của Apple thì người dùng sẽ có thể đặt hàng iPhone tại Thái Lan từ ngày 9 tháng 9 và sẽ được chính thức mở bán từ ngày 16 tháng 9. Như vậy, Thái Lan sẽ bán đồng thời với Singapore từ nay trở đi. Với mức giá thì cũng sẽ khá hấp dẫn khi mà iPhone 14 sẽ có giá từ 21 triệu, iPhone 14 Plus sẽ có mức giá từ 24,5 triệu, iPhone 14 Pro sẽ có mức giá từ 27 triệu, còn iPhone 14 Pro Max sẽ có mức giá từ 29 triệu. Chính bởi vì mức giá hấp dẫn đi kèm với việc được trên tay iPhone sớm, thế nên đã có không ít người muốn du lịch Thái Lan ngay trong tuần tới, vừa mua sắm kết hợp với vui chơi ăn uống. Cuộc sống như vậy thì còn gì bằng, đúng không ạ? Anh Phan Tuấn Anh, một trong những iFan tại Hà Nội cho biết, anh và bạn bè đã quyết định đi Thái Lan để sở hữu và trên tay những chiếc iPhone đầu tiên. Không chỉ có anh Tuấn Anh mà cũng có rất nhiều người Việt khác cũng cho biết sẵn sàng đi Thái Lan hoặc Singapore để thưởng thức ẩm thực nơi đây, kết hợp với cả đi mua iPhone luôn. Nhưng mà đi đâu thì đi, đừng có mất điện thoại nơi đất khách quê người là được anh em nhé. Hiện tại Thái Lan đang trở thành một trong những thị trường quan trọng của Apple trong vài năm trở lại đây. Thị trường Việt Nam cũng mới được Apple thăng hạng và khả năng sẽ sớm lên cấp 2. Với sức mua của người Việt thì khả năng thị trường Việt Nam lên cấp có lẽ sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Và trong thời gian gần đây thì Apple cũng đã tỏ rõ sự quan tâm hơn đến các thị trường tại khu vực Đông Nam Á. Với việc xây dựng Apple Store mới, nâng hạng cho các thị trường cấp 3 và 4, đây đều là những động thái cho thấy Apple đang dành sự quan tâm nhiều hơn đến khu vực này. Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong tuần vừa qua bên cạnh chiếc iPhone 14 thì không thể không kể tới người đã giới thiệu ra chiếc máy này, đó chính là CEO của Apple, Tim Cook. Ông Tim Cook thì từ trước đến nay vốn đã luôn nổi tiếng với việc là muốn người dùng Android đổi từ máy Android sang máy iPhone. Điều này đã không còn là điều gì lạ lẫm nữa rồi. Tuy nhiên,
Trong tuần vừa qua thì khi có người than phiền với ông về việc là gửi tin nhắn từ điện thoại Android sang iPhone quá chậm, thì ông đã trả lời thẳng thừng một câu: thế thì đổi sang iPhone mà dùng. Cụ thể, trong hội nghị với Vox tuần qua, một khán giả đã phàn nàn với Tim Cook về việc không thể gửi video cho mẹ từ điện thoại Android sang iOS bởi vì những hạn chế của tin nhắn SMS. Sau đó thì CEO của Apple đã trả lời vô cùng thẳng thắn: vậy thì hãy mua cho mẹ bạn một chiếc iPhone nhé. Ông cũng cho biết thêm rằng việc tối ưu tin nhắn từ Android qua iPhone là điều không cần thiết. Người dùng cần được bảo mật những thông tin của mình. Đây không phải là điều mà Apple gần đây mới quan tâm, mà mọi thứ đều đã bắt nguồn từ thời của Steve Jobs. Và sau đó thì Tim Cook đã trích dẫn một bài nói chuyện năm 2010 của Steve Jobs, nơi ông nói rằng quyền riêng tư có nghĩa là người dùng đồng ý chia sẻ dữ liệu của mình. Cụ thể, phát biểu của ông như sau: quyền riêng tư có nghĩa là mọi người biết những gì mà họ đang đăng ký. Bằng tiếng Anh đơn giản và lặp đi lặp lại, đó là ý nghĩa của vấn đề này. Tim Cook đã nói rõ rằng Apple tuân theo quy tắc nghiêm ngặt hơn các nhà quảng cáo và bảo vệ quảng cáo tìm kiếm của công ty. Và điều chúng tôi cảm thấy là mọi người nên sở hữu dữ liệu của họ và họ nên đưa ra quyết định của riêng mình. Tim Cook cho biết mọi người nên được trao quyền để có thể đưa ra quyết định một cách thực sự thẳng thắn và đơn giản. Đây cũng không phải lần đầu tiên Tim Cook lôi kéo người dùng chuyển từ Android sang iOS. Tuy nhiên, nhiều khả năng một số người dùng vẫn sẽ trung thành với những thiết bị Android của họ. Tiêu biểu ở đây có thể kể đến ông Winnerler, sếp ở Echannel. Thông tin cuối cùng trong bản tin Anh Em Update ngày hôm nay thì sẽ không phải là về một sản phẩm công nghệ mới hay là một sản phẩm công nghệ thú vị như là mọi tuần, mà đây sẽ là một thông báo tới từ Anh Em TV, bởi vì là trong tuần qua một thành viên của Anh Em TV cũng như là Echannel đã chính thức lên xe hoa. Vâng, đó chính là anh Duy Thẩm. Và thay mặt các Anh Em TV, các anh em cũng như là các thành viên ở trên tầng 4, xin chúc anh Duy có một đám cưới thật là vui vẻ, hạnh phúc, và đặc biệt là trong dịp lễ Trung thu này đi chơi cùng gia đình thật là thoải mái. Ok, và tất cả anh em cũng giống như vậy. Vâng, và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin Anh Em Update của tuần này. Mong rằng anh em sẽ có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ và đặc biệt là chuẩn bị cho một tuần mới làm việc thật là hiệu quả nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.